Xin chào tất cả các em. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình học trực tuyến trên Internet của trường Trung học cơ sở Hồ Văn Long. Các em thân mến, các em vừa trải qua kỳ thi học kỳ 2 phải không nào? Tuy nhiên, còn một số nội dung kiến thức chúng ta chưa hoàn thành. Và để bổ sung những nội dung kiến thức đó, hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu bài học hôm nay. Ở bài 27, lớp vỏ sinh vật, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật trên trái đất. Ở nội dung bài này, chúng ta có những nội dung cần chú ý sau. Thứ nhất, lớp vỏ sinh vật là gì? Thứ hai, các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật và động vật. Thứ ba, ảnh hưởng của con người đến sự phân bố thực và động vật trên trái đất như thế nào? Đây là nội dung chính của bài hôm nay. Các em quan sát một số hình ảnh. Các loài động vật sống trên mặt đất, các lớp đất đá, một số loài sống dưới nước và một số loài tồn tại trong không khí, không nào? Như vậy em hãy nêu khái niệm lớp vỏ sinh vật dựa vào sách giáo khoa. Thứ nhất, lớp vỏ sinh vật là gì? Các sinh vật sống trên mặt trái đất tạo thành lớp vỏ sinh vật, hay còn gọi là sinh vật quyển. Sinh vật xâm nhập trong các lớp đất đá, khí quyển và thủy quyển. 2. Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật. Đối với thực vật, các em quan sát hình 67, rừng mưa nhiệt đới, hình 68, hoang mạc nhiệt đới. Em hãy cho biết sự phát triển thực vật ở hai hình khác nhau như thế nào. Các em quan sát nào, rất là dễ phân biệt, đúng không nào? Chúng ta thấy ở hình 67 rừng mưa nhiệt đới, thực vật phát triển rất là phong phú, nhiều loại cây chen chúc mọc thành nhiều tầng, thân gỗ, thân cỏ, dây leo, vân vân, đúng không nào? Ở hình 68 thì thực vật thưa thớt hơn, chỉ có cây xương rồng, chủ yếu là đất đá. Như vậy, đối với thực vật thì khí hậu, nhất là nhiệt độ và lượng mưa, là nhân tố tự nhiên ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố và đặc điểm của thực vật. Ngoài nhân tố khí hậu thì sự phân bố thực vật còn chịu ảnh hưởng của những nhân tố tự nhiên nào? Đó là địa hình và đất. Các em quan sát hình ảnh nào. Đất phù sa và đất ferrite. Những cây trồng phù hợp với đất phù sa, em thấy đó là cây lúa nước, các loài rau, củ, quả. Đất ferrite thì phù hợp với các loài cây công nghiệp. Trong hình em thấy là cây cao su, cây chè. Như vậy về địa hình và đất đai, thì đất phù sa có thể trồng các loài cây lương thực, lúa, các loài cây rau, củ quả, vân vân. Đất ferrite có thể trồng cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây công nghiệp, vân vân. Đối với động vật, các quan sát hình ảnh hình 69 ở Đài Nguyên và hình 70 ở đồng cỏ nhiệt đới. Em thấy là khí hậu lạnh thì động vật ít hơn, thưa thớt hơn. Khí hậu nóng, ẩm thì tập trung nhiều động vật ở đây, đúng không nào? Như vậy, sự ảnh hưởng của khí hậu tác động tới thực vật khác với động vật như thế nào?
cam thấy là động vật chịu ảnh hưởng của khí hậu ít hơn thực vật. Và vì sao lại có sự khác biệt như vậy? Động vật có thể di chuyển tới nhiều địa điểm khác nhau, có thể di chuyển theo mùa, ngủ đông, vân vân. Do đó, động vật ít chịu ảnh hưởng của khí hậu hơn là thực vật. Em hãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư mà em biết nào. Động vật ngủ đông có gấu Bắc Cực, dơi, vân vân. Động vật di cư các loài chim, rồi vân vân. Em quan sát hình ảnh gấu Bắc Cực ngủ đông, có cả loài ếch ngủ đông nữa các em ạ. Em quan sát một số loài động vật như là tắc kè, lạc đà. Như vậy, đối với động vật, các miền khí hậu khác nhau thì có động vật khác nhau. Động vật chịu ảnh hưởng của khí hậu ít hơn thực vật vì chúng di chuyển được. C. Mối quan hệ giữa thực vật và động vật. Các quan sát ở rừng nhiệt đới và hoang mạc. Các em thấy là động vật ở hai miền nhiệt đới và hoang mạc thì ở đâu phong phú hơn? Rõ ràng các em quan sát thấy là ở vùng rừng nhiệt đới thì có rất nhiều loài động vật, trong khi ở vùng hoang mạc thì động vật thưa thớt nghèo nàn hơn. Một số ít loài mới sống sót được ở trong vùng hoang mạc thôi nha các em. Như vậy, thực vật và động vật có mối quan hệ như thế nào với nhau? Và mối quan hệ đó được thể hiện ra sao? Các em thấy là sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phân bố các loài động vật. Nơi nào có thực vật phong phú thì động vật cũng đa dạng hơn. Sự phân bố thực vật có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phân bố các loài động vật. Thành phần, mức độ tập trung của thực vật ảnh hưởng đến sự phân bố các loài động vật. Ba nhỏ, ảnh hưởng của con người đối với sự phân bố thực động vật trên trái đất. Các em quan sát những hình ảnh. Con người chúng ta mở rộng sự phân bố, ví dụ như loài cừu. Con người chúng ta mở rộng sự phân bố từ châu Âu đến lục địa Australia của loài cừu này ha. Hoặc là gì? Cây cao su, nguồn gốc ở vùng Nam Mỹ là Brazil, thì hiện nay được trồng rất nhiều ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam ta. Như vậy, con người ảnh hưởng tích cực đến sự phân bố thực vật động vật như thế nào? Về mặt tích cực, con người chúng ta mở rộng sự phân bố cây trồng, vật nuôi và lai tạo giống mới. Thế còn ảnh hưởng tiêu cực? Đó là con người thu hẹp nơi sinh sống của thực vật và động vật, khai thác rừng bừa bãi, săn bắt động vật. Theo quan sát một số hình ảnh, con người chúng ta đã giết hại, săn bắt các loài động vật để lấy ngà. Chúng ta đốt rừng, chặt phá rừng và làm ô nhiễm môi trường nước. Như vậy, về mặt tích cực, chúng ta mang các giống vật nuôi, cây trồng từ nơi này đến nơi khác, giúp mở rộng sự phân bố. Thứ hai, cải tạo nhiều giống vật nuôi cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Về tiêu cực, phá rừng bừa bãi, tiêu diệt thực vật, động vật, làm mất nơi cư trú sinh sống của chúng. Ô nhiễm môi trường do phát triển công nghiệp, gia tăng dân số, làm thu hẹp môi trường sống của sinh vật. Những nội dung này các em cần chú ý ha.
Như vậy, hậu quả tiêu cực đến sự phân bố thực động vật và những biện pháp khắc phục như thế nào? Các em có thể dễ dàng trả lời được, đúng không nào? Về hậu quả, đó là giảm sút tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường. Biện pháp là mở rộng sự phân bố, trồng, chăm sóc, khai thác rừng, cải tạo giống cây trồng, vật nuôi, thành lập các tổ chức bảo vệ, các khu bảo tồn, các vườn quốc gia. Nhà nước tăng cường quản lý chặt chẽ và nâng cao ý thức của người dân. Còn chúng ta là học sinh, chúng ta có những việc làm thiết thực như là tuyên truyền mọi người bảo vệ các loài động vật, không chặt phá rừng, không xả rác bừa bãi, và bản thân chúng ta cũng giữ gìn vệ sinh xung quanh nơi mình sinh sống, đúng không nào? Các em xem một số hình ảnh về trồng cây nè, về bảo vệ rừng đầu nguồn, ban hành luật cấm phá rừng và thi hành pháp lệnh xử lý gỗ lậu, ngăn chặn gỗ lậu, đúng không nào? Hình ảnh tuyên truyền về bảo vệ rừng, các em xem. Như vậy, những biện pháp bảo vệ sinh vật là ngăn chặn giết hại, nghiêm cấm tàn phá môi trường sống của các loài sinh vật. Các em có thể trả lời một số câu hỏi sau đây. Lớp sinh vật có ở A. môi trường nước, B. không khí, C. lớp đất đá, D. tất cả đều đúng. Chúng ta dễ dàng trả lời được, đúng không nào? Sinh vật có ở tất cả các môi trường nước, không khí, đất đá, phải không? Câu số 2. Nhân tố tự nhiên quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật là gì? Về khí hậu, địa hình, đất và con người. Rõ ràng, quan trọng nhất đó chính là khí hậu, phải không nào? Câu 3. Ảnh hưởng của con người đến sự phân bố động vật và thực vật ở mặt tích cực, tiêu cực. Cả A và B đều đúng và A và B đều sai. Chúng ta vừa mới học xong, đúng không nào? Thì con người chúng ta ảnh hưởng cả gì? Tích cực và tiêu cực đến sự phân bố động và thực vật. Như vậy chúng ta vừa kết thúc bài cuối cùng của chương 2. Thế thì có một số nội dung chủ yếu trong chương 2, thầy cùng các em ôn lại để chúng ta nắm chắc hơn nội dung kiến thức nha. Câu 1. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu nào? Bài này chúng ta đã học ha. Về giống nhau, đều là các hiện tượng khí tượng xảy ra trên bề mặt trái đất. Khác nhau, thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng tại một địa phương trong thời gian ngắn. Khí hậu là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương trong thời gian dài và trở thành quy luật. Câu 2. Gió là gì? Kể tên các loại gió thổi thường xuyên trên bề mặt trái đất. Các em nêu câu hỏi này và trả lời ha. Vậy thì gió là sự chuyển động của không khí từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp. Các loại gió thổi thường xuyên trên trái đất là gió tín phong, gió tây ôn đới và gió đông cực. Câu số 3. Cho biết quá trình hình thành mưa và dụng cụ để đo lượng mưa. Như vậy, khi không khí bốc lên cao bị lạnh dần, hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ tạo thành mây. Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ, tạo thành các hạt nước to dần và rơi xuống tạo thành mưa. Và dụng cụ đo lượng mưa, các em học rồi đúng không nào? Đó là thùng đo mưa, hay còn gọi là vũ kế. Câu số 4. Nêu đặc điểm và giới hạn của đới nóng. Như vậy, về giới hạn là từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam. Về đặc điểm,
Đới nóng quanh năm có góc chiếu của ánh sáng mặt trời lúc giữa trưa tương đối cao và thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu tương đối nhiều nên nóng quanh năm. Và gió thổi thường xuyên là gió tính phong. Lượng mưa trung bình năm từ 1.000 đến trên 2.000 mm. Câu 5. Nêu đặc điểm, giới hạn của đới ôn hòa. Về giới hạn là từ chi tuyến đến vòng cực ở cả hai nửa cầu. Về đặc điểm, thứ nhất là nhận được lượng nhiệt trung bình. Thứ hai, các mùa thể hiện rất rõ trong năm. Đó là các mùa nào các em? Một năm có 4 mùa phải không nào? Là xuân, hạ, thu, đông. Gió thổi thường xuyên là gió Tây ôn đới. Lượng mưa trung bình là 500 cho đến 1.000 mm trên năm ha. Ở câu số 6, thế nào là sông? Hệ thống sông, lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ phụ thuộc vào điều kiện nào? Và sông ngòi có những thuận lợi gì? Sông là dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt các lục địa. Hệ thống sông bao gồm sông chính, phụ lưu và chi lưu. Lưu lượng của một con sông phụ thuộc vào diện tích lưu vực và nguồn cung cấp nước. Về thuận lợi của sông ngòi, đó là cung cấp nước cho nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt cho con người. Cung cấp nước cho các nhà máy thủy điện. Cung cấp thủy sản. Và cuối cùng là phát triển giao thông vận tải đường sông, đường thủy ha. Về câu 7, vẽ hình thể hiện cái đới khí hậu trên trái đất. Các em dựa vào tập bản đồ có thể vẽ được ranh giới của các đới khí hậu. Các em quan sát trên lược đồ ha. Như vậy, thầy và các em vừa ôn lại một số nội dung chính ở trong chương 2 của địa lý lớp 6. Hy vọng rằng những kiến thức này sẽ bổ ích cho các em trong thực tế cũng như là học tập sau này.